You have the intent to learn something, to apply, to make your life newer, something new that you can learn. So one thing we have to, in order to learn, we need to listen. Because if we don't listen, how can we understand deeply or clearly or wholeheartedly what we need to do? So learn to listen. Listen in order to understand. Listen in order to love. Listen in order to release. Because sometimes some of the misunderstanding, and by listening, after that you release what you misunderstand. Now you turn misunderstanding into understanding. Something you did not understand, by listening, you understand. So once, only one practice, listening deeply, anything that you stop, that can help you to release. So same thing, once you come, you sit down for meditation, you calm your mind, you clear a lot of things. So once everything is clear, you release. So why we suffer? That means we stop. Not too long ago, I shared with a young fellow. We are 20 years old, 25, 30, no matter how old. If you stuck at something, you come back, that means you never have a chance to move on. And remember, every day when you travel, when you're driving on the road, on the streets, there are sometimes you have traffic jam. And not because of the traffic jam, you move back. You need to be patient. Slowly. Get along with all the time behind. We know it slowly, but we still know we have to still have the positive intent that is the destination ahead. Just pass by this area, we will be okay. So life is not never jam forever. Traffic jam will never take forever. It's maybe half hour, an hour. Where can we do? We on the road. We must be patient, slowly, one after one, so we won't. We are here for 30 years, 40 years. We repeat traffic jam every day. But everything is still okay. We still have done a lot of work. So I want to remind you, life, we are driving on the road. And we know the destination ahead. Not because of anything that stuck you. You return. You continue. Sometimes you need to be patient. If the road is free, you can drive fast. If it's not that free, you drive slowly. As long as you still drive. And why you keep your driving? Why you keep yourself on the road? Because you know your home is there. Your workplace is there. Your destination is there. And there's no way you turn another way. When it's traffic, sometimes you look at your phone. And if you see any red line, you can find another green light. Because they already give you the signal. Where is the traffic? Where is not traffic? You can find your way. Buddha's teaching. Just like the direction. No matter what happened, you still have the way. That's why we call Dhamma. Dhamma means the way, the direction. As long as you have a deep trust on this direction, you are right. You will be right. So we still young. We still have a lot of energy. We still have time. What we need to do is patience. Everything's still there. But if we have no patience, we cannot be there. So I believe there is one quote.
I know, we know, we want to go home soon. But don't rush. If you rush, you make somebody cannot go home. We may cause accidents. So therefore, one thing we should believe strongly. The destination will still there to wait for us. Life still going on, everything still going on. One thing we ask of you, from a human, from a person, slow down, be patient. Everything can be solved. When you boil water for instant noodle, you still need to wait at least 3 minutes for the water to get warm. When you pour hot water into your instant noodle cup, you still put the cover and wait at least 3 minutes so the noodle will be cooked so you can enjoy it. Still 3 minutes to wait. Even if an escalator, elevator, they go very fast, but before they can go that fast and bring you up to as high as you want, you still need to wait for them to come down and open the door for you. Or even they arrive, you still need them to wait for them to open and somebody inside, they go out and then you can go in. There's always time to wait. If we have no patience, where can we go, what can we do? So when you have a problem with the school, that's okay, take time. Somebody can learn faster. They arrive sooner than you. If you are slower, that's okay, you still be there. As long as you have enough intense of patience. That's why when we get married, we have a wedding. Then we have a ring. We call wedding rings. But in Vietnamese, they don't call just a simple word wedding rings. Vietnamese call nhẫn. Nhẫn means patience. We don't call ring. When you use that ring in the wedding ceremony, they are no longer called ring. It's called patience. From now on, you have to put in your hand the ring of patience. You should be patient with your spouse in order to continue your marriage. You should be patient with your loved one in order to continue your life. Because you are looking for a friend in your life. You're looking for a long-term friend, not a short-term one. Then, when you have a girlfriend, you don't know when. How long is the relationship? That's why no patient rings, unless you accept that person as your spouse. And you should know that this lady, this man, is the one who walked with you for all your life. So you must be patient with him or her. Because right now, what you see from her is only the outside. What you see from him is only the positive side. The more you get closer, the more you can find. You will awaken from many negative points from that person. But because you love, that's why you will help that person to transform. And because that person loves you, they're willing to listen to your advice, to your encouragement, in order to transform. So listening deeply. If you have no listening, how can you understand? So listening deeply, looking deeply, we all need to practice daily. When you pass by the flower, somebody will ask you, do you see something here? Yes, I see the flower. Because you just pass by and you see the flower. You want to enjoy the flower. You must stop and look. Look deeper than see. See, you just pass by. But when you want to enjoy something, you must stop and look. Once you want to understand somebody, you must stop and look. And look and reflect.
You see lots of people, but you don't need to see anyone directly. That's why you are not looking for somebody. But when you need to see somebody, you say, I'm looking for him. I'm looking for her. I see lots of people, but he is not the one I'm looking for. Right? So now you can see the word seeing and looking. Seeing something very on the top. Looking at something very deep. That's why we look at somebody, it's good. But make sure we also look back to us. Look back to us in order to learn what's wrong with us. So when you eat something and you like it so much, you need to close your eye and enjoy the taste and the fragrance. Go back to yourself in order to enjoy that. So today, I have the opportunity to meet you again. And I believe last year, my last row, we cannot meet each other because the place is very small. And we all have to run outside. And after that, I have to run away. So this year I come back. We have learned from the past. That's why this time we arrange more better. You see, life is like that. If something happened in the past, it's not a big deal, it's not the end of the world. You learn from the past in order to move on for your future. If your past is suffering difficulties and you stop there, you have no future. But if you go through your past, you have a better future. So what do you prefer? So I introduce you the teachings of the Buddha. Buddhism is the way to grow, to move on, not to stop and turn around. It is suffering, but that's not it. There is a way to help your suffering. That's what something special about Buddhism. That is wrong. It's okay. There is a way to correct it, to make it right. When you say, this way is the wrong way, they should give you another way to correct it. Sometimes we drive on the highway. They have accident or they have construction. They block our way, but they open another way for us. Right? They never just block, look out any other direction. Just sometimes take a little bit longer. But if you want to go there, longer, better than no go. It's still, you arrive there late, but still you can arrive. Otherwise, you never. So have the very positive energy in telling you. When something happens, it's wrong. Don't worry. Take time. Be patient. You will find the solution to help your problem. When you open your cooking, your rice not cooked, don't just close and cook for your meal. You can have another way to solve your uncooked rice. Take some out and make it again. So, the Buddha taught us, life is suffering. That's not it. There is a way to ease your suffering. Once that overcome, you see the cessation. No more suffering. So that's why we have the Eightfold Path, the way to end the suffering. So when you realize you are not well, doesn't mean you will be dying. There is medication. So when we have problems, we find a solution. We have the Dhamma. The Dhamma means the teachings of the Buddha. The truth, the way, the instruction. So once you come here like this, you attend since Friday, 3 sessions, Saturday 3 sessions, even now. My last talk, this time in Houston, a lot of you still here.
You are not coming here for what? You come here for the Dhamma, the instruction. But what can benefit you? Listening and reflection. Thank you for your listening. Thank you for your attention. If you have any questions for the future, you're welcome to write to us in English, or you can ask questions in English by email or by ask directly. We will try the best to share with you. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa đại chúng, hôm nay là chiều chủ nhật ngày 14 tháng 4 năm 2024, đặc biệt không? Quá đặc biệt không? Nếu mà nói 14 tháng 4 nghe nó đặc biệt không? 14 tháng 4 năm 2024 và đây là buổi giảng thứ 4. Sáng là chùa Viên Thông, vừa qua bên Địa Tạng, vừa qua bên Cổ Đức, rồi giờ về đây, rồi biết tối nay Quan Âm có bắt làm gì nữa không? Ngày mai sáng là bay đi rồi, mà 9 giờ sáng vẫn phải có cái lễ hành phụng bằng tiếng Anh cho một cặp Mỹ. Tiếp thầy chùa nó chua vậy đó. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Quý vị biết mình đang ở đâu không? Chùa gì? Chùa Hương Lâm. Ở đâu? Thành phố gì? Không biết. Thế là lè. Thưa đại chúng, lần này Pháp Hòa trở về Thiên Sinh để cùng sinh hoạt với đại chúng. Và đây là buổi sinh hoạt cuối cùng trong chuyến Phật sự lần này. Trước hết là chúng con xin hướng về chư tôn đức tăng ni của các tự viện đã dành hết tâm lực để tổ chức những buổi sinh hoạt như thế này với tất cả chúng con. Và cũng xin cảm ơn quý đồng hương Phật tử xa gần trong suốt mấy ngày qua và các buổi pháp hội, các vị đã dành cho Pháp Hòa rất nhiều tình thương nồng ấm, mặc dù xứ này đã ấm rồi nhưng mà nó còn ấm hơn bởi vì tình thương của đại chúng quá lớn. Quý vị đúng là theo và đuổi đó, nói được là đuổi theo. Cảm ơn đại chúng rất nhiều, và đây là buổi sinh hoạt cuối cùng của chúng ta. Pháp Hòa nghĩ rằng những câu hỏi hồi trưa, hồi chiều giải quyết chưa xong, cầm lên sách đây, tới hồi lên đây cái nguyên sách dày hơn rồi. Nhưng mà mình biết chắc là mình không đủ thời gian, nhưng mà thôi, cũng như thường lệ, Pháp Hòa sẽ sinh hoạt với đại chúng tới hết giờ, rồi những câu nào còn lại thì quý vị sẽ nghe ở những buổi khác, ở các nơi khác. Những câu hỏi này sẽ được tiếp tục ở những nơi khác, tại vì ngày mai Pháp Hòa giảng ở Cali, ngày hốt giảng ở Cali, rồi sau đó là đi India nè, còn đi vừa gần tới Tết tháng mới về, rồi qua tới đầu tháng 5 mới là đi suốt một tháng luôn. Thưa đại chúng, là ở trong Phật Pháp, Đức Phật Chư Tổ có dạy chúng ta cái nhìn và cái nghe. Tại vì chúng ta là những người chúng sanh, chúng ta thường hay lấy cái nghe, cái nhìn để làm cái chỗ chúng ta vui buồn mỗi ngày. Có phải không? Có những cái mình nhìn cái mình vui, có những cái mình nghe mình vui, nhưng mà ngược lại có những cái mình nghe thì mình bực, thấy thì mình bực. Mà bực đó có nói thường không? Nghe chướng lỗ tai, thấy gai con mắt. Dễ sợ không? Như vậy rõ ràng là mình không biết mà gai cỡ nào, mà cũng không biết mình chướng cỡ nào, nhưng mình muốn diễn đạt. Có nhiều khi mà nói trời ơi, tôi thấy tôi quá máu. Họ
thấy thế nào hết trơn. Mà chỉ khoe cho nó lớn vậy đó. Như vậy chứng tỏ rằng đó, cái tâm mà tiêu cực ở trong nội tâm của mình chúng sanh mình lớn. Nhiều khi một cái việc nhỏ nhưng mà chúng ta nhìn nó thành như một chuyện lớn. Tính Mỹ hay là biết điên. Và chính cái chỗ đó mà nó làm cho mình khổ. Cho nên vì vậy mà trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật dạy là mình phải trở về cái tánh nghe, cái tánh thấy. Thí dụ như mình đi vào trong một cái phòng tối, hỏi có thấy gì không? Có thấy gì đâu, tối mù à. Tối mù là cái thấy đó. Cái thấy tối mù là cũng là cái thấy. Nhưng mà mình lại bị lầm. Mình nghĩ là phải có cái gì để có mình có sắc tướng mình thấy mình chưa, mới có là tướng. Nhưng mà mình đã trả lời câu hỏi rất rõ ràng. Có thấy gì đâu, thấy tối mù. Vậy thì tối mù có phải cái thấy không? Cái mù cũng là cái thấy. Cho nên nếu mình sống được với cái tánh thấy đó không có thay đổi, phải không? Thì tối cũng là cái mình thấy, sáng cũng là cái mình thấy, cái khổ cũng là cái mình thấy, cái vui cũng là cái mình thấy. Nhưng mà cái hay là thấy để chúng ta chuyển hóa, chúng ta chấp nhận, chúng ta thấy để nó. Ví dụ như mình thấy cái bao rác, nhưng mà nếu mà mình người mà có cái tư hướng động mình thấy bao rác thì làm gì? Cái đổ rác. Ở thấy gì không? Thấy bao rác. Rồi sao? Ai biết đâu. Có chuyện nè. Đi có chuyện mà đi về mà thấy bao rác mà không dẹp là có chuyện không? Phải không? Thấy cái đôi dép để chặt lớp vậy mà vẫn để yên vậy. Có nhiều khi còn cái người kia để vậy, cái người kia thấy sao? Thấy ghét. Người kia thấy bao rác không dọn, người nọ thấy người không dọn thấy rốt cuộc hai người thấy hết trơn mà thấy gì đâu không thấy chúng sanh mình chưa thấy cách sống luôn. Cái đó là phàm phu. Phàm phu là người thường bình thường, bịch rác thấy mà không dọn, rồi người kia thấy người nọ sai không nói, trời tôi thấy tôi phải ghét. Nếu mình thấy người ta sai, con mình sai, hoặc là cháu mình sai, em mình sai, người có cách thì phải hướng dẫn lại. Nhưng mà mình nói như vậy không có nghĩa là mình tội lỗi gì hết. Chỉ để mình thấy hàng ngày cái cách sống của chúng ta. Mình sống với nhau đi tới đâu cũng giới thiệu đây chồng tôi, vợ tôi, con tôi, cháu tôi. Nhưng mà ở nhà là chướng mắt dữ lắm. Chướng dữ lắm, mà thậm chí mình nó đi tới vui nó mày coi ba mày thì thấy ghét con má mà thấy khó đưa đó. Vậy mà đi tới đâu mày giới thiệu rồi nha. Anh em nhà tôi giới thiệu nghe ngọt lắm, nhưng mà về nhà nó chắc chát làm sao á. Tội lỗi gì đâu, tội lỗi gì hết. Nhưng mà nói như vậy để rồi chúng ta thấy được cái cách sống thường nhật của chúng ta. Vì vậy mà chúng sanh mình lấy âm thanh sắc tướng làm cái chánh hạnh của đời sống khổ. Nhưng mà người tu rồi á thì vẫn thấy âm thanh sắc tướng, nhưng mà lấy mới làm chánh hạnh tu. Ví dụ như người niệm Phật, nhìn hình ảnh Phật, nghe tiếng niệm Phật tụng kinh. Có nhiều người không biết đọc kinh, không biết tụng kinh mà thích nghe tụng kinh. Và mỗi ngày nghe để tâm mình lắng. Mỗi ngày mình nhìn hình Phật để tâm mình lắng. Thì bây giờ mình đổi đối tượng để mình thấy nghe. Và thực tế hơn nữa, khi mình thấy một cái điều gì nó không đúng, mình hiểu người đó thấy nó sai, nhưng mà người đó chưa có đi tới cái tầng thứ hai là người đó dọn cái sạch. Giống như tu thiền nữa, chứng được mới có sơ quả. Chứng quả đầu tiên hỏi thấy gì, thấy bao rác. Nhưng mà nếu người đã chứng được cái quả thiền thứ hai là vận thần thông đi độ rác. Nhưng mà đa phần là mình thấy trật thì cứ để đó mà không sửa, cho nên mãi mãi nó là. Và từ đó chúng ta bắt đầu leo thang làm khổ nhau.
Cho nên bây giờ chúng ta học lắng nghe để hiểu, nhìn kỹ để thương. Mình hiểu sự việc nó là như vậy, cho nên mình biết tại sao người ta hiểu vậy. Cho nên có nhiều khi có những câu nói người khác tức, người khác giận, nhưng mình nghe, mình là người thứ ba, mình nghe có thể mình sáng hơn. Mình nói không đó, tôi nghĩ cái người đó hiểu cái ý của chị anh vậy, cho nên nó mới giận anh chị. Tại cái người nói là ta tâm ta chỉ vậy thôi, cho nên người ta chấp vào cái đó, ta nói tôi chỉ nói thấy thôi. Mà tại sao người đó giận nữa? Nhưng mình là cái người thứ ba, mình nghe câu chuyện, mình không vướng hai bên, cho mình sẽ nghe câu chuyện nó thấu đáo và mình giải thích cho người kia. Cho nên cái thấy của mình ngày nào cũng thấy, thấy vui, thấy buồn, thấy cảnh này cảnh kia, nhưng thấy để vui, thấy để bình thường hay thấy để phiền não. Mà thấy để phiền não là vì cái thấy mình nó chưa có vui tập, chưa được chuyển hóa. Thấy để mình hiểu, thấy để mình thương. Có những người không phải không cố gắng đâu, người ta cố gắng dữ lắm, nhưng mà tập người ta đó mà. Cho nên mình đã nhiều khi mình lấy cái tâm thông cảm mình đặt vào đó, cái việc đó rất khác biệt. Cho nên đó, cuối cùng đó, dù là thấy dù là nghe, nó đều cần có trái tim và cái thấy, nó cần có trái tim và cái nghe. Cũng giống như mình nấu các món ăn, nhưng mà ba vị chính là gì? Đường, muối, bột nghệ. Nấu bao nhiêu món cũng vậy thôi. Thì tu tập cũng ba món thôi: niệm, định tuệ, chánh niệm, định tĩnh và trí tuệ. Lấy ba cái đó, niệm, định tuệ, để soi rọi vào cái thấy cái nghe của mình. Thì hồi nãy mình thấy bực bội, thấy phiền não, nhờ có định, mình định nói rồi đó, nhưng mà định nó nói khoan nó. Rồi cái định nó nói xem đâu, suy nghĩ kỹ ra cái nó là qua định tuệ, nó ôm tuệ mà có chánh niệm. Cho nên bây giờ mình nhìn vô đó, mình thấy sự việc, mình hiểu được sự, mình hiểu được người kia. Có thể mình đoán, nhưng mình hãy đoán cái positive, cái phần thương hơn là mình phần đoán cái phần kia. Nhiều khi mình cũng đoán chứ, nhưng mà nếu mình đoán mà tích cực á, thì cái đoán này của mình đó, nó sẽ làm đỡ khổ, đỡ có vấn đề đó. Tôi nói là coi nha, tôi đoán chắc là nó sẽ làm gì với chị, nhưng mà nếu mình nói tôi đoán chắc không đến nổi đâu, nó không đến nổi, nó làm vậy nó cũng là một cái đoán. Nhưng mà nếu mình có một cái đoán nó nhẹ nhàng hơn, nó bao dung hơn, nó rộng hơn, thì mình không làm cho cái sự việc chưa thành mà đã ra chuyện. Chuyện nó chưa có mà mình đã có rồi. Cho nên mình sinh sự từ đây, sinh sự từ cái tưởng của mình. Cho nên ta học Bát Nhã Tâm Kinh để trừ một thứ mà là vọng tưởng điên đảo. Mình cũng đoán cái đó, nhưng mà tại sao mình không đoán một cái gì cho nó nhẹ nhàng hơn, mà đoán chi cho nó tiêu cực nhất. Thấy cái người cho quẹo ngã đó, tôi đoán chắc nó đi tới nhà người đó. Mà bộ nhà người đó chỉ ở đó thôi, không người khác ở chỗ khác. Thí dụ vậy. Cho nên rồi nhiều lúc đó chúng ta có cái đó mà đoán nó rất tiêu cực. Và đâu phải mình biết đâu, mình chỉ nói cho đương sự hai ba người biết. Chuyện nó chưa thành mà do cái đó mình bắt đầu buồn xè ra, rồi bắt đầu mình phó mình thành ra một câu chuyện mà rốt cuộc hỏi ra vậy, tôi đoán thôi. Vậy mà Tết nào cũng đi kiếm thầy bói. Mình làm thầy bói đó, thầy bói trong cuộc sống của mình mỗi ngày, mỗi sự nghiệp. Tội lỗi gì đâu, cứ tội lỗi. Pháp Hòa thường hay kể là chúng nghe chỉ ra những cái mà nó khuất mắt trong cuộc sống của mình, không có tội gì hết. Nhưng mà mình thấy mình để làm gì? Thấy mình để mình sống khá hơn. Bây giờ mình chưa dám gọi là sống hoàn hảo, sống khá, sống tốt, sống tương đối. Rồi đến khi nào viên mãn rồi thì chuyện đó mình sẽ tốt. Người nào nấu ăn ban đầu nấu khá, nấu tương đối ăn được, nấu tương đối khá, đến khi nào mình giỏi thì sao? Người đó nấu rất là tuyệt vời. Một thứ cũng vậy, các thứ nó cũng vậy. Cho nên mình hãy tập cho mình một cái nhìn, một cái nghe.
có những cái mình nghe cái người nói ta phải gì ông ta đó đó thì phải giữ chặt cái đó, mình nghe mình đoán xong rồi bắt đầu phân ra một câu chuyện sự thật là việc nó chưa tới, nhưng mà chính cái phân của mình mà mình tạo ra cơ sở. Vậy thì cái nghiệp của mình người ta thường nghe nói nó từ đâu? Từ cái chỗ chúng ta chưa thấy biết rõ ràng mà chúng ta cứ phỏng đoán, chúng ta cứ rào chừng phỏng đoán. Mà thời buổi bây giờ là cái chuyện mà chúng ta rao truyền cái phỏng đoán của mình nó nhanh lắm. Nó nhanh lắm, qua một cái email, qua một cái bài viết ở trên Facebook, ở trên TikTok, bất cứ hình thức nào, chỉ thời gian ngắn thôi là cái chuyện đó nó lăn lăn, mà thật sự sự việc nó hoàn toàn không có ghê giống như mình nghĩ, và thậm chí nó chẳng có gì hết. Nhưng mà tại chúng ta, chúng ta đặt để con mắt mình, dán con mắt mình ở những cái chỗ mà nó li ti. Một cái bức tường thật là đẹp vậy đó. Hồi xưa có một người, người ta đặt một cái bức, người ta làm một cái bức tường trong một ngôi chùa, nhưng mà người ta cố tình trong bức tường đó có hai viên gạch vị trí, một bức tường rất đẹp nha, và người nào đi ngang cũng được mời đi xem bức tường, đi ra hỏi trời ơi bức tường gì thiếu hai cái bụng gạch. Thì cái vị làm bức tường đó có thể hiểu được rồi, người ta muốn nói lên cái gì đó, cả bức tường đẹp vậy đó không ai ngắm nhìn gì những phút khác đó, cứ tới cái đó là cứ chú vô hai cục gạch, rồi cái đi ra cái hai cục gạch bị thiếu, có phải không? Con người mình sống chung với mình thật lẽ đời họ không có gì tốt để mình coi hết, họ chỉ có hai cục gạch lỡ lét đó sao? Chúng ta mới hiểu là tại sao chúng ta có rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Ông thầy cũng làm bài toán 1 cộng 1 bằng 2, 2 cộng 2 bằng 4, 4 cộng 4 bằng 8. Rồi tới cái cuối cùng nó 5 cộng 5 bằng 19, cái cả lớp nó ồ lên, nó nói thầy làm sai. Ông nói vậy tại sao mấy bài trước thầy làm trúng, không biết là reo hò gì hết.